chào mọi người nha. Hôm nay mình có gặp một cái chiếc xe ở trong cái trường hợp là bây giờ thì các bạn xe tình trạng khi lên chạy thì nó có cảm giác nó đảo giống như là bị mâm bị cong, là vỏ bị phù các bạn. Mấy thời trước đã lòng buộc nè rồi thay vỏ mới và kiểm tra hết rồi, nhưng mà tình trạng vẫn không hết nha các bạn. Sau cùng thì mình lại mình thì mình kiểm tra thì nó cũng thấy bình thường, bánh không gơ, không lắc, không đảo các bạn. Và sau đó mình theo dõi, mình chạy thử thì khi chạy thì cái cảm giác như là nó bị sẹp vỏ nha các bạn, thì rất là khó chịu. Và sau đó mình đâu đã quyết tâm mình tháo ra mình kiểm tra thì mình phát hiện là cái trường hợp này rất là ít nha các bạn. Mặt đạn nó bị bể ở cái mặt đạn ở cái cốt nhiều cái bánh này. Trạng bể này thì nó không có gì đặc biệt, chỉ nó có đặc biệt là nó bể thì nó không có cái dấu hiệu bị rơ hoặc là bị sượng hoặc là bị kẹt nha các bạn. Này nó bể dòng bi rồi cho nên những thợ trước ta kiểm tra không ra các bạn, nó vẫn lăn bình thường, lăn bình thường, và đồng thời khi lắc thì nó không có đậu gơ nữa các bạn. Như thế này thì rất là khó trị, kiểm tra kỹ thì sẽ bị dợt nha. Anh em nào muốn gặp tình trạng này thì kiểm tra ở cái phần mặt đạn này nha, không nên chủ quan chỉ lắp thôi là các bạn kết luận là nó không hư. Có những trường hợp nó hư nhưng nó không gơ, và đồng thời bánh không quay bình thường, nó không bị kẹt nha. Ở đây là một cái trường hợp mình gặp là rút ra và kiểm tra và phát hiện là nó trong tình trạng như vậy. Xe này hành rất là nhiều thợ nha. Nó quái còn là bình thường về mặt đạn bể thì nó sẽ bó bánh hoặc là nó bị bể ra luôn. Những cái trường hợp này thì nó không có cái dấu hiệu gơ hoặc là bị kẹt nha. Rất là khó phát hiện. Phần nồi thì mình tháo, mình kiểm tra mặt đạn thì vô tình mình phát hiện là cái cọng dây của khách nó bị gặm nứt quá nhiều rồi các bạn, và nó bị chóc hết một mắt này. Trường hợp này chắc chủ xe đi không kiểm tra định kỳ nha. Hôm nay mình tháo ra mình phát hiện, chứ không thì chiếc xe này sẽ không đi được trong vài ngày tới thôi các bạn. Dây này sẽ bị đứt ra. Sau khi mình thay mặt đạn thì sẵn mình thông báo mình sẽ thay cọng dây mới cho khách luôn nha. Các bạn cách đo để xác định cái số của mặt đạn trong cái trường hợp nó bị mất số là mất thiết các bạn. Mặt đạn này là nó có cái số nó là 60/22 GS. Khi mất cái số này thì anh em có mua thì chúng ta có thể sử dụng thước các bạn đo cho mình cái trong và cái lưng bề ngoài, thì các bạn đo cái bề ngang của nó, và số đo này sẽ xác định được cái mặt đạn mà không cần phải gửi vào cái số đóng ở trên cái phím nha.
cái lưu ý thứ hai nữa là cái bạc đạn này là cái bạc đạn chịu tải nặng nhất trong cái hộp số của các bạn, cho nên khi thay thì các bạn nên sử dụng cái bạc đạn có nhược điểm một chút, ví dụ như cái loại Kojo này là xài rất ok nha. Còn không thì các bạn có thể sử dụng những cái bạc đạn SKF hoặc là những cái dòng bạc đạn NTN